I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody, welcome to Health Marketer. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health Marketer. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái con game cũ ha. Đó là con Tam Sinh Tam Quyết gì đó. Đó. Thì con game này thì mình đã việt hóa được một mớ rồi ha. Cái lúc lo vào game thì nó hơi lâu một chút, các bạn thông cảm nha. Con này thì nó có file việt hóa rồi ha. Cái tên nó là gì quên rồi ta. Tam Sinh Tam Thế, đúng rồi, nó có bản có cái gì, có cái graphene luôn rồi đó. Nhiều bạn chắc đã coi rồi. Các bạn tải cái bản game về ha. Sau đó thì các bạn chạy cập nhật và cho nó vào luôn cái phần game như vậy nha. Cho các bạn thoát ra. Rồi, cái phần này thì các bạn nhìn cho kỹ ha. Nó hơi giật giật chớp chớp nhưng mà các bạn ráng nhìn cho kỹ rồi làm theo ha. Giải nén các bạn có thể giải nén bằng win rap hay là cái gì đó cũng được. Xong rồi các bạn copy hết vào cái đường link của mình chỉ ha. Copy tất cả các thư mục nha các bạn. Nhưng vào mút ở bên trong thì các bạn mới copy ha. Xong rồi chúng ta tìm cái đường dẫn tới Android trong bộ nhớ trong. Thì hôm bữa mình làm trên giả lập thì nhiều bạn nói là không làm được. Thì yêu cầu mình làm trên cái điện thoại. Thì điện thoại nó cà chớp cà giật nhức mắt quá. Bạn cố gắng giúp mình nha. Con game này thì free không có bao nhiêu hết á, chỉ có vài tỷ. Đâu, hình như chỉ có 1 tỷ chứ. Còn muốn mà full kim nguyên bảo thì các bạn nạp 10 tệ ha. Nạp 10 tệ là nhận full kim nguyên bảo. Rồi chúng ta vào game nè. Đó, Tam Sinh Tam Thế Heo VKT. Đó, các bạn thấy chưa, bây giờ nó đã có cái chữ việt hóa rồi. Nhưng mà cái form chữ nó hơi bị lỗi chút. Này là do game ha. Rồi, chúc các bạn thành công. Bây giờ chúng ta vào game thưởng thức game ha. Thì sau khi mà cài được game rồi thì các bạn vào, bây giờ mình hướng dẫn các bạn là đăng ký game ha, bấm vào đây rồi sao nữa ta, bấm thử coi. Cả nhà yêu 2 1 2 3 4 5 6. Rồi, ok ha, như vậy là đăng ký thành công. Đó, ở trong này thì nó việt hóa cũng sơ sài, phông chữ nó cũng y vậy ha. Ai thích chọn nam thì chọn nam, ai thích chọn nữ thì nữ ha.
Đó, ở đây nó có Việt hóa nè, nhưng mà các bạn cố gắng, nói chung là dịch về là hết mức rồi ha. Cái này mình cũng đi sưu tập được của bạn ba ớt thôi, chứ nè bên mình cũng không có Việt hóa nữa. Đó, tìm vòng coi nè, gì bọn nó kết hôn nhóc đây, nhận luôn cái quà nạp gì đó ha. Đó, rương tiêu để mở rương xác nhận có tiền nha các bạn, chứ không phải là không có nha. Rồi đây, cái đây là nó bắt mở nạp GM, nó mới cho mở cái này ha. GM là chúng ta được kim nguyên bảo miễn phí, quy vô hạn ha, 10 tệ. Rồi nạp hơn nữa thì có nhiều chức năng hơn. Còn ở đây là mát VIP ha, cho mát VIP là VIP chính. Mấy cái VIP này cũng không có quan trọng gì, cái quan trọng là cái VIP mát siêu cấp đây nè, đó. Còn ở đây là cái cửa hàng. Chúng ta được 1 tỷ kim nguyên bảo không khóa nè ha. Điểm coi phải không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 999 triệu 999.999 kim nguyên bảo thử. Là 2 4 6 8 không được, kim nguyên bảo khóa không được nhiều ha. Thì đây, mua từng mua hạn gì đó. Còn đây là thẻ VIP nè, được danh hiệu lực chiến tăng 4.000, bút riêng công cộng 100, thủ 300, boss riêng lãnh địa boss tầng 1 đó, ASIP diệt quái nha, được cộng 30%, pet 50%, phúc lợi người lười là gì không hiểu cho lắm, được 180 ngày là 3 tháng ha. VIP chí tôn túi đâu rồi, đây rồi. Để mình vào một cái hôm qua mình mới test ha, thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây là chạy nó hơi bị lâu. Để vào cái app bên kia cái. Đây, đây là con nhân vật hôm qua mình mới chơi nè, được level 42, lướt lướt chút rồi. Còn bạn nào chơi mà thấy lắc quá thì các bạn có thể dùng cái phần mềm Face AB ha. Đó, thì hôm qua chơi cũng có một chút xíu. Mở được bao nhiêu đây, chưa có ép mấy con này nữa đó. Đây là thú nè đó. Như vậy thì các bạn đâu có auto được đâu đúng không? Đó, auto làm sao được mà auto, tôi cũng không auto được nữa. Úi rồi ơi, 1 2 3 1 như đây thôi, hết rồi mua tiếp. Ủa không đủ kim nguyên bảo là sao, đây một đống nữa. Nó hơi tào lao ha, các bạn đừng có quan tâm tới nó, chúng ta dùng cái thường dùng. Binh dự, kim nguyên bảo khóa. Đây, đạo cụ, mua bằng kim nguyên bảo không khóa đi cho nó ngon. Mấy thằng đó nó tào lao vãi.
Ủa, mua rồi mà đâu rồi? Ô, server pin nó hơi cao ha, pin ít mà ta. Nè, xanh mà, pin xanh mà. Đi luôn giùm đi cho rồi. Cái túi từ đâu rồi trời, không thấy cái túi. Đây cái túi nè. Đó, đây là cái túi. Ý, đây có A-shape nè, dùng. Đây là có vàng. Đây là trang bị, có cái kiếm. Ok. Level 80 mới mặc được thời trang. Đây có pet trang bị vô. Rồi lướt sơ một chút cho các bạn ha. Mình cũng không có biết nhiều về game này cho lắm. Thấy là có người Việt quá thì mình lụm về chia sẻ cho các bạn thôi ha. Vô coi kỹ năng đồ kit đồ của nó có đẹp không. Đó. Bãi đánh chút xíu chết rồi. Thường thường đa số là mình thấy là những bạn Việt quá là ngay cái chỗ mà đó, chỗ nhận này nè. Chỗ nhận như là chỗ bỏ, chỗ xóa đồ là không có Việt quá ha. Thấy nhiều bạn là Việt hóa hay bị mắc lỗi cái đó. Mấy cái nhiệm vụ này lên cấp cũng lẹ lắm nha các bạn. Mà mình vẫn thấy tức là cái việc là mình mua cái này mà mua không được. Không biết bị cái gì. Còn cái này thì mua không được nữa chứ tào lao ghê. Ủa giờ mua được rồi kìa. Đậu phụ chắc đứng trong hành đó không mua được các bạn ơi. À mua nhiêu đó thì không đủ hả. À chắc không đủ rương á. Không đủ ô á. Nè mua được rồi nè. Đậu chắc là không đủ cái rương ở trong đó đó các bạn. Con hu này nhìn cũng đẹp phết chứ. Cái con game này hôm bữa cũng làm mưa làm gió dữ lắm mà chưa có xuất ra được cái server lậu của nó hay gì, không thấy ai mở. Nó mở như vậy làm sao mà auto được trời. Thì sau khi ngồi một chút thì nâng được nhiêu đây ha. Ra cởi con này đỡ. Có cánh luôn này ha. Đây cánh thì úp trong này ha. Thẳng. Đây là mở lên. Những cái viên này thì trong sự kiện. Không thấy bán ha. Không thấy bán cái viên này. Để vô coi lại coi.
đây 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 này, mua được có 2 viên. Này mua được nhiều thì cứ mua nha các bạn, mua mát đi để có mà xài ha. Tính ra thì huy 1 tỷ mà cái số lượng bán như vậy thì mua cũng được ha, không có tới nỗi mà mắc quá. Đu đá khảm kìa, vãi. Mở mở nè, mở nè. Ôi giời ơi. Tiên ngọc lam, ngọc đỏ, rương tai, rương cường hóa thần. Thần thú. Ok ok ok, thần thú. Mở hết nè. Đó. Ủa, này mua được có mự rồi mà. Rồi ở đây là thường dùng ha, đó. Vì thể đổi tên bang, đổi tên nè, cách cài lại thiên phú nè. Nói chung là trong này nó có hướng dẫn rồi ha. Nó gọi là gì ta? Quên rồi, nó có việt hóa. Việt hóa các bạn dễ đọc nè. Nói chung thì chữ nó cũng không được đẹp nhưng mà nó vẫn đẹp, nó vẫn đọc được ha. Đây là đạo cụ. Cô này kéo lên kéo xuống được mà ta. Đó, đó, đánh kìa ha. Phải trưởng chưa. Ồ, mở này có điểm nè. Ai xếp, ăn kinh nghiệm, ăn kinh nghiệm. Đó, lên rồi. Ui rồi ôi, lên múc chỉ rồi các bạn ơi. Lên được 125 rồi, 130 rồi. Tại sao là không ăn được nữa? À đây úp cánh coi. Ồ vô đánh boss rồi nè, không hay luôn trời. Quên bấm vô đó riết luôn trời. Bạn nhìn thấy không, con quy hồi nãy nè. Quy level 130 luôn. Đó. Này là tiền vàng ha, đó. Đó là tiền đồng, này tiền đồng. Hết ăn được rồi, tới 46 là ngừng hết rồi, không ăn được nữa. Ở đây có lễ bao à, đăng nhập ha, quà đăng nhập. Con này quà level. Đây có mua được cái gì nè, à, xác nhận mua cái kem này, mua con thú. Việc hóa thấy dễ chơi liền các bạn, mà cái này nó tỷ lệ nó phi cũng nhiều nữa. Con rồng nó bị dướng vô cũng hấp đá rồi. Nãy mới mua ý, có cái ấn nè trang bị. Này là dùng 180 mới dùng được. Đây là kích hoạt cây dù nè, cây dù hồi nãy mua ở trong shop ha. Đó.
Còn đây là que kem nè ha. Que kem của bộ đẹp hơn. Đây là cái thời trang hiệp khách ha. Đó. Còn đây là lãng tử. Đây là thư sinh. Đây là mùa hè nè, mùa hạ rực rỡ nè. Ok này được nè. Đúng tâm trạng luôn nè, nay chúng ta đang là mùa hè nè ha. Đó. Mùa hè cầm cây kem đi đánh, quá đẹp. Rồi đi vô đánh phó bản, phó biết gì đây nè. Sao không đánh được ta? Solo nhỉ? À đánh được rồi. Con quỳ đẹp phải. Game này đồ họa đẹp ghê các bạn. Thôi mình hướng dẫn tới đây thôi ha. Rồi các bạn tự chơi ha. Rồi có gì nếu được thì chiều hoặc hôm nào đó mình sẽ like chơi chung với các bạn ha. Đó, nhìn đồ họa đẹp ghê. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ like và share kênh YouTube của mình ha. Và ai chưa đăng ký thì có thể đăng ký ở dưới cái nút màu đỏ đỏ ở dưới ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.